xin chào các bạn. Bên mình mới về một sản phẩm sẽ hỗ trợ cho các bạn khi mà muốn quay video hành trình, quay vlog hàng ngày, quay trọn một khoảnh khắc theo góc nhìn của các bạn luôn. Đây là vòng đeo cổ có thể gắn được cho điện thoại và các loại camera luôn. Với thiết kế gọn nhẹ, các bạn có thể mang theo mọi nơi, không gây ra cảm giác đau cổ, nặng cổ, khó chịu ở cổ đâu nha. Bên mình thì sẽ có hai loại. Đây là loại 1, thì loại này sẽ nhấn nút mở ra và đeo vào nha. Điều chỉnh lên xuống và có thể kéo dài ra nữa. Còn loại 2 sẽ không có những ưu điểm đó. Khi đeo vào, các bạn mở nhẹ vòng ra và đeo vào. Thiết kế loại 2 sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Việc tháo lắp em này cũng rất là dễ dàng. Đầu tiên là gắn vào mao chuyển đổi, khóa lại bằng chốt vít. Sau đó là gắn đầu kẹp loại 1 vào nha. Như này thì sẽ gắn cho điện thoại nè. Còn gắn cho camera thì chỉ cần gắn camera vào và khóa lại bằng chốt vít là được nha. Nhấn nút này để các bạn có thể điều chỉnh cao thấp hoặc là kéo dài ra hơn để phù hợp với nhu cầu của các bạn nha. Đây là video thực tế mình sử dụng vòng cổ quay bằng điện thoại khi mà đang chạy xe ngoài đường. Các bạn cùng trải nghiệm với mình nha. Chỉ muốn giữ em cạnh bên, anh đi cay đừng nghe thêm mặt trời.